giả quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và đây xin hân hạnh giới thiệu với quý vị chương trình đặc biệt ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và tuần này chúng ta sẽ được gặp gỡ với một trong những nữ nghệ sĩ rất đa năng và cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy là một người mẫu, một á hậu, một ca sĩ, một MC, đó chính là Hà Thu. Em chào. Dạ chào Hà Thu. Cái gì đâu mà anh quá. Dạ. Tại đứng gần cái mọi người hay có sự so sánh em. Làm nó xa ra đây mọi người so sánh là hồi ôi. So sánh về đồ ác đúng không anh? Ai đồ anh ác đâu? Em nói anh ác đâu, ý em sợ lấy mát hơn anh. Không có. Không có, em hiền như một cô tiên đẹp quá chừng. Vậy thì anh ác. Cái này công việc tốt chứ em hả? Dạ, anh giới thiệu em cái mà em suýt không dám ra luôn. Thì thiệt mà, thì anh thấy em hoạt động ở lĩnh vực nào thì anh giới thiệu được anh thiếu đó thôi. Em một lĩnh vực. Diễn viên nữa. Lĩnh vực ăn ấy. Mới đến đây chứ. Vẫn còn một cái lĩnh vực nữa mà cô ấy không thể nào bỏ qua được đó là em nói về ẩm thực nè, em thích ăn gì nè? Em thích ăn hết. Ăn hết? Cái gì em muốn ăn hết? Dạ. Trời ơi, em hay nói là em thích ăn cả thế giới á. Tại sao em ăn cả thế giới nhưng mà vẫn giữ được cái thân hình rất là thon gọn và cân đối như vậy? Còn mình sẽ duy trì một chế độ hợp lý, ăn vừa phải, tập vừa phải thì em nghĩ sẽ đẹp. Gì cũng hợp lý ha. Mình ăn như mình phải đốt cháy năng lượng, mình cứ phải cháy. Anh cũng chắc làm nhiều lắm ha. Nhưng mà không có hợp lý á. Nó không khoa học như em á, đâm ra nó bị chỗ này thiếu nhưng mà chỗ này dư này nọ. Nó không có cân đối được như em. Nên ngày hôm nay hãy chờ xem những món ăn mà dành tặng riêng cho Hà Thu có hợp khẩu vị với em hay không. Hà Thu hãy sẵn sàng gặp gỡ hai bạn fan hâm mộ rất là đáng yêu dễ thương ngày hôm nay nhé. Nhưng trước tiên gặp một bạn fan cực bự nha. Đó là cái tủ lạnh đen đen to to đằng kia kìa. Đó, fan của em đó. Rồi, xin mời. Chào mừng quý vị đang đến với khám phá khẩu vị ngôi sao của người đẹp Hà Thu. Trong chiếc tủ lạnh này đang chứa đựng rất nhiều món ăn khác nhau. Nhưng hãy chờ đợi xem sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ có gây bất ngờ cho chúng ta hay không. Xin mời quý vị cũng như Hà Thu sẽ chào đón hai bạn, đó chính là Khánh Nhi và Hồng Kim. Đã. Wow, xinh xắn, trẻ trung chưa? Chào hai bạn. Trời ơi, đáng yêu, dễ thương mà thấy bất ngờ gì không? Fan của em đấy hả? Ừ. Sao đẹp gái quá vậy? Đẹp. Biết nấu ăn nữa hả? Hồng Kim và bạn Nhi hãy giới thiệu về bản thân mình đi nào. Chào anh chị, em tên là Hồng Kim. Em đến từ Tây Ninh. Hiện tại em đang là sinh viên. Chào anh Hoàng, chào chị Thu. Em tên là Khánh Nhi. Hiện tại em là nhân viên thiết kế đồ họa. Em cũng đến từ Tây Ninh giống bạn này luôn. Các bạn ấn tượng về người đẹp Hà Thu ở những mặt nào, ở những điểm nào? Đầu tiên là đẹp rồi chứ anh. Quá chắc đẹp rồi. Sắc luôn. Lại nói chuyện rất là có duyên. Em thích giọng nói của chị. Còn với bạn Kim? Dạ, với em thì em rất thích giọng hát của chị. Chị hát rất là hay, cho nên em rất là yêu thích. Chưa gì anh đã nghĩ ra một hình phạt cho bạn Hà Thu rồi. Phạt gì phạt? Phạt gì phạt? Không, nếu không giúp cho người ta vượt qua các thử thách thì phạt em. Đó anh là phạt vì em đẹp quá đúng không? Chết tôi, sao bữa nay khách mời đẹp quá chứ biết. Bây giờ mình khám phá công việc của anh sao nha. Mình mở tủ lạnh nha, rồi mời các bạn. Của em hết đúng không anh? Của em hết, nguyên cái siêu thị này là của em đó baby à. Tôi thích quá à. Nhưng mà nhiều bây giờ hãy trả lời cho anh một số câu hỏi bằng có và không thôi. Vậy hả? Để giúp cho các bạn, đó chính là Khánh Nhi và Hồng Kim nắm được một số thông tin đầu tiên. Trong đây có rất nhiều món lương thực thực phẩm và đồ uống. Thì có món nào em không thích hay không? Có. Đó. Tỷ lệ bao nhiêu giữa thích và không thích nhỉ? 30-70. 30 thích hay là 30 không thích? 30 không thích. Rồi, 30 là không thích và 70% số lượng món ăn trong đây là Hà Thu cảm thấy hợp với và thích nè. Rồi, cảm ơn các bạn. Vậy thôi. Đóng lại hả? Đó chính là một trong những cơ sở dữ liệu đầu tiên để giúp cho hai bạn trẻ để có thể tìm hiểu xem, đoán xem Hà Thu sẽ ăn những món ăn như thế nào. Vậy thôi là đoán được em ăn cái gì, ghét cái gì luôn á hả? Từ từ. Mà bây giờ em phải chia sẻ nhiều nhiều hơn đi. Chua, cay, chát, đắng, mặn. Em không thích đắng nha, không thích chua nha anh, cho nên anh đừng có nói lời chua cay với em nha. Ok. Em thích anh ngọt, em thích nó mặn mà, chua thì cũng chút thôi, chua nhưng mà có duyên nha, chứ hành nhau quá là không có duyên, là không vui nha. Rồi mặn mà xíu thì sao? Mặn thì cũng được, đừng nhạt được, là được. Được nhạt đúng không? Anh là không nhạt rồi đó. Dạ. Còn chua cay thì chọn cũng đòi. Em thấy anh mặc cái áo là cũng không có nhạt rồi đó. Cũng đích đậm nha.
đã đắng cay á, anh không ngờ là anh em mình có nhiều điểm chung vậy luôn á. Dạ không, chung cái gì đâu, tự nhiên mặc cái áo này màu nhạt bên này màu rất là đậm. Chung vô hình á. Nên okay, anh nghĩ anh sẽ tham gia vào câu lạc bộ fan club của em. Và bây giờ thì các bạn đã có được một số thông tin, biết được khẩu vị của cô ấy rồi. Cô ấy thích ngọt nhưng ăn ít thôi. Còn về phần đắng và cay và chua thì cô ấy không thích. Nào, xin mời các bạn đến với phần dàn bếp này. Bên đây là Hồng Kim, còn bên đây là phần bếp của bạn Khánh Nhi. Ngày hôm nay mục tiêu chinh phục sẽ có được nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Để có được nguyên liệu chính, chúng ta sẽ phải có một cuộc chiến nhỏ nhỏ để giành quyền ưu tiên, giành lấy nguyên liệu chính. Chưa biết nguyên liệu chính là hai món gì, bây giờ sẽ làm một phần thi game để đoán xem các bạn hiểu về Hà Thu như thế nào, bằng cách trong vòng 60 giây chạy đến khu vực quầy tạp hóa xinh xắn ở đằng sau lưng của người đẹp Hà Thu. Hãy chọn ra 5 món, các bạn đoán được rằng 5 món này Hà Thu sẽ trả lời rằng cô ấy rất thích những món này. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Người nào có nhiều số món ăn phù hợp với khẩu vị của Hà Thu nhất, người đó có quyền chọn trước món nguyên liệu chính. Hà Thu, em đếm hiệu lệnh đi. 3 2 1 Bắt đầu. Giờ kiểm tra bên phần bếp của bạn Khánh Nhi, trong 5 món này Hà Thu mấy món bạn cảm thấy thích? Cái gây thích nè. Rồi. Bún bò Huế là món ruột nè. Rồi. Sushi là hay cơm cuộn là hay đi ăn. Ồ, nè. Ghê ta. 3 món rồi đó nha. Thơm dứa. Món này là cực kỳ ghét luôn nè. Hồi nhỏ giờ chưa bao giờ ăn được nè. Ồ thế à? Ăn vào bị ngứa miệng hay gì đó, bị rộp miệng. Bị tư lưỡi đúng không? Cái này là bánh mì hả? Hả? Ồ, em không biết bánh mì à? Sao em, anh cảm thấy giống như em ở bệnh mới về á? Không thích bánh mì. Như vậy là cô ấy không thích bánh mì. Nên người đẹp chỉ có thích 3 món thôi, cũng là nhiều rồi. Dạ. Chúc mừng bạn Khánh Nhi. 3 món hen, qua bên đây đi Thu ơi, mời người đẹp. Biết xem hỏi bánh mì không? Tại vì em thích ăn bánh mì nhét đồ vô á. Mà bánh mì đó bánh mì không, hiểu không? Em thích cái gì nhét vô em mới thích phải không? Vâng. Chào bạn Hồng Kim. Trong 5 món này, mấy món bạn thích hả Hà Thu? 4 món. 4 lận hả? Là món nhiều nào vậy? Đây là món em thích nhất nè, bánh tráng trộn nè. Ừ. Rồi đến sashimi. Cá hồi hả? À. À, rồi đến món thịt này thì em hay ăn thịt heo. Thịt heo kho á. Kho rim, kho tổ này nọ, được. Rồi, với lại đây là mì Quảng. Mì Quảng. Là 4 món là còn. Em không thích ăn cua đồng hả? Có anh nào lột cho em thì em thích ăn. Cua đồng đa số người ta không có luộc để lột ăn mà sẽ là xay nhuyễn để có thể làm canh rau đây á. Em canh cua đồng đây. Vậy em thích 5 món luôn á. Thế à? Còn xem dễ dãi rồi. 5 món luôn hả? Wow, là canh cua đâu đây em ăn rồi đúng không? Em ăn rồi. Đó là từ cua đồng mà ra em đấy. Em dễ ăn hết đó đúng không? Chúc mừng em Hồng Kim. Ôi, không ngờ là em chọn về đây 5 món người đẹp thích hơn cả năm luôn. Yeah. Xác. Như vậy là có được phần lợi thế rồi. Hồng Kim, bạn sẽ có quyền chọn một trong hai món nguyên liệu chính này. Đương nhiên món còn lại sẽ thuộc về Khánh Nhi. Chờ xem món nguyên liệu chính ngày hôm nay là gì nào. Hai món nguyên liệu chính ngày hôm nay mà các bạn sẽ phải lựa chọn. Đó chính là một là con cua biển, hai là cá thác lát. Hồng Kim, em chọn món nào? Dạ em sẽ chọn món cá thác lát. Cá thác lát. Dạ. Nào Hồng Thu, bạn sẽ trao cá thác lát này cho bạn Hồng Kim. Dạ em cảm ơn chị. Như vậy thì cua này đương nhiên sẽ thuộc về Khánh Nhi. Nào xin mời Hà Thu. Cá. Cảm ơn chị. Chờ đón xem nguyên liệu phụ sẽ là gì đây. Xin mời quý vị đến với phần tiếp theo, đó chính là tiếp sức thực phẩm. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với khẩu vị ngôi sao. Bây giờ sẽ là phần tiếp sức thực phẩm. Một người sẽ đứng ở vị trí gợi ý, người còn lại chính là Hà Thu. Bạn sẽ phải đưa ra hàng loạt những đáp án thật là chính xác và thật là đúng. Sau khi kết thúc 60 giây đầu tiên thì đến với 30 giây tiếp theo, bạn sẽ chạy về khu vực trình bày để có thể lấy được thật nhiều món hợp lệ và đem về cùng với người chơi. Cố gắng không được phạm quy. Phạm quy là bạn đã nhắc đến từ khóa trong chương trình. Và người chơi đầu tiên sẽ là bạn Hồng Kim, là người đang chiếm ưu thế. Xin mời hình ảnh đầu tiên dành cho Hồng Kim. Dạ, cái này là một thực phẩm để nấu canh mà mình hầm lên đó chị. À. Gà hả? Kêu bập bập bập. Bập bập, nhưng con ếch quá vậy. Con ếch hả? Con ếch nó kêu bập bập hả trời? Thường thì người ta nói mập như gì? Heo, dạ đúng rồi. Nhưng mà dùng để nấu canh. Thịt heo, thì không phải thịt. Xương. Ráp theo ráp hai chữ là xương heo. Dạ đúng rồi. Rồi, tiếp, lẹ em nhanh lên, nhanh lên. Giống như phở chị. Giống như phở là bún hả? Dạ đúng rồi. Có hai từ là một thực phẩm để nấu canh mà cái tên của nó thì nghe rất là
cay đắng. Trời, em một chữ đắng là đủ rồi. Đắng là khổ qua. Đó, cay đâu ra trời. Trời hơn kìa. Giờ 3, cái này 2, 1 dùng để đồ rau niêm. 60 giây đầu tiên đã hết rồi, 30 giây còn lại. Hà Thu lập tức nhanh chóng bỏ đi vô chợ đâu vậy? Nè, mình đi chợ nè, mình lấy những món chính xác, những gì mà mình cảm thấy tự tin nhất với những gì nãy giờ mà bạn ấy đã gợi ý rồi. Anh đi món cái mấy hả? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi rồi, di chuyển khéo léo. Trời ơi, người đẹp có khác ha. Như vậy là thời gian tổng cộng 90 giây đã kết thúc. Chúng ta kiểm tra xem có bị phạm quy hay không nhé. Hình ảnh đầu tiên, xương heo. À, chính xác luôn. Hình ảnh thứ hai, bún, à giống như phở, trắng trắng. À, đáng là bún liền, rất là tốt. Nào, hình ảnh tiếp theo nào. Cay đắng. Nấu canh mà đắng, thôi là khổ quá. Không có cay nha kìa. Tiếp tục, ngò rí chưa có, cà rốt cũng chưa có. Wow. Như vậy Hồng Kim, bạn đang thiếu hai món cà rốt và ngò rí. Trách nhiệm đó thuộc về Hà Thu. Hà Thu, em đã làm mất thời gian quá nhiều ở cái công đoạn xương heo. Đúng không? Rồi cái công đoạn mà người ta nói cay đắng thì kệ người ta đi, đó là lời ý của người ta, mắc chứng gì mà trách móc người ta, hờn giận người ta. Là lỗi của em nữa hả? Lỗi của em, nên lát nữa em sẽ đền bù cái lỗi này cho bạn Hồng Kim. Chị xin lỗi em nha. Nếu như em vượt qua được cái thử thách đó, em sẽ mang hai món nguyên liệu phụ đó cho Hồng Kim. Chờ đợi xem là Khánh Nhi có vượt qua được cái con số là 3 món nguyên liệu phụ của đối phương hay không. Nào, dạ, xin mời các bạn vào vị trí. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái trái này nó màu đỏ, xong rồi đi Đà Lạt người ta hay vô cái vườn nó chụp hình đó chị. Cái dâu hả? Chua, không phải dâu. Chua, không phải dâu. Phạm Huy em ơi. Cái này nó cũng màu đỏ luôn mà người ta hay xịt vô phở ăn á. Tương, nó cay á. Tương gì mà cay? Tương gì cay? Tương gót. Ừ, trời ơi, tự tin lên. Cái này nó màu vàng mà áp lên chảo cái nó chảy ra á chị. Bơ. Giỏi quá. À, cái này nó màu nâu mà người ta hay lăn ra đường ăn á tại vì nó chua. Me. Đúng, giỏi quá. Cái này ở trong nó màu trắng, ở ngoài nó màu vàng. Khó à. Hay ăn chung với bò bít tết nó cũng có đó chị. Nó cay, sắc ra cay mắt, chảy nước mắt á. Hành tây. À, giỏi. 30 giây tiếp theo, đi lấy món đi. Cái gì ta? Bên này nãy nói gì ta? Đó, quên rồi thấy chưa? Chết rồi, nói gì bây giờ? Bạn phải nhớ. Không thể nhắc được, bạn phải nhớ. Me nè, hành tây nè. 20. À, me nhầm rồi. 19. Mơ 18, nè. 18, 17, 16. Từ từ thôi. 15, 14, 13, 12. Chết rồi, không nhớ rồi. Em không kịp là coi như bạn kia không có món nào luôn á, anh tin không? Chạy lẹ đi cưng. 3, 2, 1. Chị lấy đủ chưa vậy? Bang, bang. Kiểm tra xem mình đang thiếu nguyên liệu nào. Hình ảnh đầu tiên, cà chua, Phạm Huy vô chữ chua. Cái này rồi, không lấy được, cái này thấy mà không lấy được. Em tả lên Đà Lạt, ui đỏ đỏ, tôi nghĩ tới dâu liền ha. Dâu. Rồi, tiếp tục nào, tương ớt, có tương ớt chưa? Thiếu tương ớt hả? Thiếu tương ớt đúng không? Thiếu tương ớt rồi. Tiếp theo nào, bơ, có bơ chưa nào? Có bơ rồi. Giỏi. Tiếp theo, me, có me chưa? Có me rồi. Tốt lắm. Và bây giờ sẽ là món cuối cùng là hành tây. Chị ngàn lần xin lỗi em. Đó, không sao. Chị sẽ bù đắp cho em vào lát nữa. Chúng tôi sẽ ghi nhận lại lời xin lỗi này vào em phần thử thách. Em làm gì quá, chị không có nhớ. Hãy đền bù cho Khánh Nhi cũng như là đền bù cho Hồng Kim với vòng thử thách dành riêng cho khách mời Hà Thu, với phần thi được mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Xin mời quý vị đến với phần tiếp theo của chương trình, đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Khách mời ngày hôm nay chính là Hà Thu, người đẹp chúng tôi đã lỡ không kết hợp ăn ý lắm với hai người chơi, hai fan hâm mộ của mình, thiếu mất đi những món nguyên liệu phụ cần thiết dành cho thực đơn ngày hôm nay. Nên bây giờ hãy cố gắng vượt qua thử thách để đền bù cho Khánh Nhi và Hồng Kim nha. Đơn giản lắm luôn á. Anh tận dụng mọi khả năng sở trường của em. Và người đẹp là phải biết đi catwalk nghe hen, rồi hát hay nữa chứ. Nên bây giờ đi catwalk anh coi, vừa đi vừa hát. Vừa đi vừa hát, thì cuốn sách làm gì vừa đọc sách. Có lẽ như vậy thì nó đơn giản quá, em phải để lên đầu á. Wow. Không được làm rớt sách. Quả là không hổ danh cái chương trình khẩu vị ngôi sao. Người ta bảo tới ăn cơm thì ít mà ăn hành thì nhiều. Chuẩn bị chưa? Rồi, điểm A, điểm B đó, đi qua đi lại, chừng nào hết bài hát thì thôi. Hết bài hát hả? Dạ, một bài nha. Ok. Chứ mà một đoạn một khúc nha. Một bài. Điểm A bên kia kìa. Điểm A bên này, ok, bên chị kìa. Sẽ chiến thắng về cho mấy đứa, chị biết bài gì rồi. Nào, vỗ tay, vỗ tay. Cố lên, bài gì đây? Đi nha, hát nha.
Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cạp 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 cạp. Gặp hồ nước nó bị bà ông, lúc lên bờ vây cây cánh cho khô. Quậy đâu? Không, con vịt này là vịt nhẹ nhàng, dịu dàng đó, chỉ vậy như thế này thôi. Xong xoay, chưa? Xoay ra vẫy cho nó đẹp nè. Rồi vẫy sao, vẫy anh coi. Dễ thương quá. Ok, chấp nhận được. Dễ thương. Chúc mừng bạn. Như vậy là Hà Thu không làm rớt sách. Ghê. Mà còn vũ đạo tặng kèm khuyến mãi nữa. Đúng rồi. Được. Vậy là em được lấy đồ phụ cho hai bạn luôn. Ok. Và bây giờ bạn có toàn quyền đem về những món tương ớt, ngò rí và cà rốt dành cho hai bạn. Nào, xin mời. Tương ớt chị tạ lỗi với đã em thuộc về bạn Khánh Nhi, ngò rí và cà rốt đã thuộc về bạn Hồng Kim. Chúc mừng bạn. Chờ đợi gì nữa, hãy chế biến những món ăn thật ngon với đầy đủ những món vũ khí lợi hại trong tay mình. Ráng xem với công thức này món ăn sẽ mang tên gì, hương vị ra sao. Xin mời Hà Thu ra khu vực bên ngoài để chờ đợi trong vài lát. Xin mời. Xin mời các bạn. Wow. Nhìn ngon miệng, ngon mắt quá. Thơm quá. Tuyệt vời, xuất sắc. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Nào, xin mời hai bạn sẽ về với vị trí đằng kia. Em có nhận xét chung gì về hai món ăn này không? Với hai tổng thể khác nhau. Chưa ăn nhưng mà cái vừa thấy đẹp nè, ngửi thấy thơm là thấy duyệt rồi đó. Không biết là em sẽ lựa chọn món ăn nào để thưởng thức đầu tiên đây. Em nghĩ cái món này thì sẽ đậm đà hơn, cho nên em mình thử một cái vị thanh hơn trước. Rồi đi em. Ha. Rồi, đây chính là món ăn của Hồng Kim. Tất cả tình cảm của ấy dồn hẳn vào món ăn này. Trình bày rất là đẹp mắt. Rất là đẹp. Kim ơi, em đặt tên món ăn này là gì nào? Dạ là lẩu cá thác lát. Nghe thấy ngọt ngào rồi. Em nếm thử đi. Để anh múc cho ha. Em không được phục vụ tận nơi luôn, em thấy không? Là mọi người là trình bày sẵn cho em luôn. Anh múc cho em thôi, anh đâu có được ăn đâu đúng không? Cái này là khẩu vị ngôi sao, đâu phải khẩu vị MC đúng đâu. Rồi, dạ dạ. Tổn thương nữa rồi. Em mời nha. Dạ dạ, em thử đi. Em mời nha. Dạ. Chị thử món nha. Món đó phải có thêm nước mắm nữa mới ngon chị. À, phải thêm nước mắm. Anh kìa. Ai biết em, anh đâu biết em muốn mặn cỡ nào đâu. Anh cho em xin mấy nước mắm đi. Dạ, dạ. Cho nó trọn tình trọn nghĩa. Đây rồi, anh cầm giùm cho. Đây nè. Trong quá trình này chúng phải hỏi bà Hồng Kim một tí. Em muốn gửi gắm tình cảm như thế nào qua món ăn này dành cho Hà Thu? Dạ là em muốn nấu một cái món mà cũng như là tình của mẹ nấu hàng ngày cho em ăn, thì em cũng yêu mến chị Hà Thu giống vậy, thì em sẽ nấu một cái món mà em thích nhất để cho chị ăn. Ngon quá. Ngon là ngon làm sao? Vừa đủ độ mặn, vừa đủ độ dai. Thu ăn thì tại bình thường thì chị không thích đắng thật, nhưng mà cái này cũng hơi hơi thôi, nó rất là dễ chịu, chứ nó không có bị ăn vô miệng nó bị đắng bị quá. Nghẹt quá đúng không? Có không, em có bí quyết nào mà làm kìm lại cái độ đắng của hôm qua không? Dạ là khi mà gần chín rồi mình mới bỏ qua vào thì nó không có đắng nhiều như là lúc mà mình bỏ từ đầu. À hay quá, anh học theo được bộ bí quyết mới rồi. Nói vậy anh có ăn miếng không? Thôi, người ta không cho mình ăn thôi, chứ không phải có sĩ diện. Để em, tại vì thực ra em cũng không phải là yêu thương gì anh đâu. Nhưng mà em muốn có một sự công bằng á. Rồi rồi, thì lát anh sẽ nếm thử. Bây giờ quan trọng là món này nè. Đây là món ăn của bạn Khánh Nhi. Khánh Nhi ơi, tên gọi là gì nào? À, món này là cua rang me chị. Cua mà còn rang me nữa, đâm ra là... Thơm quá hả? Thử đi. Nhiều cái cua thì có người lột cho em ăn, cho em cũng chịu đúng không? Em thử nha. Dạ. Có cái gạch nè. Anh múc cái gạch cho em nha. Thôi để em tự làm đi mà. Sao cảm giác như nào nè? Wow.
chết thu rồi mọi người ơi. Chết hả? Một chết. Bài toán khó. Không biết là tại sao, lý do vì sao em quyết định là chọn món cua rang me, một trong những món ăn nhìn là tưởng dễ, nghe rất phổ biến nhưng chế biến rất là khó. Tại vì nguyên liệu bữa nay cũng bất ngờ là cua, nhưng mà thật may là em cũng biết nấu món cua rang me. Hay đó, mà còn me chua chua nữa, con gái thường hay thích me chua mà. Thiệt luôn á, ngon quá à. Không cho ăn luôn. Rồi, được chưa? Được, được nè. Cho nhận xét đi. Rồi, ok. Ngoài cái chữ ngon ra còn cái chữ gì nữa không? Mặc dù là nãy em vừa nhìn em bảo là cái vị này đậm đúng không? Nhưng mà ăn vào nó rất là đầm, rất là vừa và ngọt vừa đủ. Hai món ăn, bạn đã nếm rồi. Món nào là món giành chiến thắng ngày hôm nay cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao? Giờ đưa ra kết quả liền á hả? Dạ. Thôi cho em ôn lại cái điểm xương hả? Ôn nữa hả? Ôn lại cái vị của nó. Ôn bây giờ ngửi thôi chứ không cho ăn nữa. Bây giờ nè, anh cho em thêm 5 triệu đi. Chị vậy? Em trao giải cho cả hai bạn. Đậu ra. Chương trình có 5 triệu à? Không được cho thêm 5 cho triệu. Cho em 5 triệu đi. Cũng không được chia đôi giải thưởng cho luôn. Cho em 5 triệu đi. Lựa đi, người ấy và anh, em chọn ai? À không, à, món ấy và món này, em chọn món nào? Thu sẽ... Thu sẽ vote cho... Tại vì là ngon thì hai món chị đều rất rất thích luôn. Bằng chứng là lát chị sẽ ăn hết hai cái này. Nhưng mà cái này hơi cá nhân một chút là cái món cá thác lát này á, thì cá nhân chị cũng đã từng nấu rồi và chị biết sơ qua cái cách nấu của nó. Nhưng mà về cua rang me á, thì tại vì làm cua có vẻ là hơi khó và Hà Thu chưa bao giờ thử làm qua một con cua, dù bất cứ món gì, dù là hấp luộc thì cũng gọi người ta mang về ăn thôi, cho nên là cái món gì mà mình chưa làm thì mình cảm thấy khó hơn. Món cua rang me là món chiến thắng của tuần này. Chúc mừng bạn Khánh Nhi. Như vậy nhỉnh hơn một chút xíu, Khánh Nhi đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Nào, chia vui nào, chia vui nào. Chị. Yeah, xin mời Hồng Trời Kim. Cảm ơn em nha. Wow, nào Thu, hãy trao tặng bài giải thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho người thắng cuộc ngày hôm nay, đó là Khánh Nhi. Chúc mừng bạn. Chúc mừng em, chị. Wow, cảm xúc như thế nào khi mình dồn hết tâm huyết vào món cua rang me tặng cho Hà Thu? À, vui thì nhiều, nhưng mà được nấu cho chị Hà Thu ăn thì em thấy vui hơn. À vậy hả? Lần sau nấu nha, ăn với anh ganh tị quá à. Và ngày hôm nay Hồng Kim cũng rất là xuất sắc. Bạn rất là tuyệt vời trong món lẩu cá thác lát. Nhưng mà ngày hôm nay em cũng làm 10 điểm cộng luôn rồi đó. Yeah. Cảm xúc như thế nào khi về nhỉ? Dạ em cảm xúc cũng rất là vui khi được gặp chị Hà Thu đây và còn nấu ăn cho chị. Và hy vọng đó sẽ là những món ăn ngon để giúp cho bạn gần gũi với Hà Thu nhiều hơn nữa. Thu ơi, giờ bữa nay Hồng Kim không có quà gì hết. Em có quà gì em tặng cho Hồng Kim không? Chị xin tặng em anh MC Hoàng Rapper. Em ơi, anh không phải hàng khuyến mãi để tặng được. Cảm ơn Hà Thu rất nhiều đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Cảm xúc của bạn ngày hôm nay như thế nào nào? Hà Thu rất thích chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Mặc dù là có bị anh MC ánh hành một chút, nhưng mà bù lại thì có hai bạn nấu ăn rất ngon để thỏa mãn cái vị giác của mình hôm nay. Cảm ơn Hà Thu và chúc cho bạn luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn giành được rất nhiều tình cảm của các fan hâm mộ. Kính thưa quý vị, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.